Xin chào các bạn. Đây là một chiếc Su-27SK, loại máy bay mà Việt Nam cũng đang sở hữu. Đây là chế độ mang bom thông thường ở mức khủng của máy bay. Su-27SK có 6 mấu cứng có thể mang theo bom. Nếu mỗi mấu này mang theo một giá treo 6 bom thì Su-27SK có thể mang theo 33 quả bom thông thường FAB-250. Giá treo phía sau ở phần giữa thân chỉ có thể mang theo 3 quả bom. Khối lượng bom này là khoảng 3,3 tấn, tương đương với pháo đài bay B-17 của Mỹ thời Thế chiến 2. Đây là trò chơi DCS World. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ném bom từ máy bay Su-27 một cách đơn giản. Đầu tiên các bạn bấm phím số 7 để chuyển sang chế độ không đối đất. Ở chế độ này các bạn có thể bấm phím C để chuyển sang dùng pháo, lại bấm phím C lần nữa để chuyển sang dùng bom. Bây giờ mình sẽ thực hiện cả hai phương thức thả bom của máy bay Su-27, cũng là hai phương thức thả bom phổ biến của các máy bay chiến đấu hiện nay. Phương pháp đầu tiên là CCRP. Trong phương thức này thì thời điểm thả bom sẽ do máy tính của máy bay tính toán. Để thực hiện phương thức này thì người chơi sẽ điều khiển máy bay sao cho điểm ngắm mục tiêu trên màn hình HUD trùng với mục tiêu cần thả bom, rồi nhấn giữ phím Space. Trên màn hình HUD lúc này sẽ xuất hiện một hình thoi trùng với điểm mục tiêu và một vòng tròn ở phía trên của HUD. Người chơi sẽ luôn giữ phím Space không nhả ra, đồng thời điều khiển máy bay sao cho đuôi của biểu tượng máy bay trên HUD luôn được đặt tại tâm của vòng tròn này. Như vậy để đảm bảo máy bay sẽ bay ngang qua điểm thả bom thích hợp, máy tính của máy bay sẽ tính toán thời điểm thả bom thích hợp và tự cắt bom. Đó có thể nghe thấy tiếng máy bay vừa cắt bom. Để đảm bảo cân bằng tải trọng thì Su-27 sẽ thả bom ở cả hai mẫu treo đối xứng. Như vậy đợt vừa rồi máy bay đã thả 12 quả bom. Đợt bom vừa rồi đã tạo thành một vệt bom cũng khá dài. Bây giờ mình sẽ cho máy bay vòng lại và tiếp tục ném bom, nhưng lần này sẽ theo một phương thức khác. Phương thức này có tên gọi là CCIP. Trong phương thức này thì điểm tác động của quả bom lên mặt đất sẽ được tính toán liên tục và hiển thị trên màn hình HUD của phi công, để quỹ đạo và điểm rơi của quả bom có thể được tính toán thì phi công phải chú mũi máy bay xuống. Ký hiệu này là từ viết tắt tiếng Nga, có nghĩa là vũ khí đã sẵn sàng để bắn ném. Người chơi sẽ bấm phím Space để thả bom. Phương thức này có thể tấn công mục tiêu chính xác hơn và cho phép thay đổi mục tiêu linh hoạt ngay trước thời điểm nhấn nút thả bom. Tuy nhiên nhược điểm của phương thức này là máy tính của máy bay cũng không dễ tính ra quỹ đạo và điểm rơi của quả bom. Nếu nó chưa tính ra thì nó sẽ không hiển thị trên màn hình HUD. Máy bay càng bay cao thì càng khó tính toán quỹ đạo và điểm rơi của bom. Trong trường hợp máy bay đang bay cao thì phải bổ nhào với góc tà âm lớn, máy tính mới tính được quỹ đạo của bom. Tuy nhiên khi máy bay bổ nhào với góc tà âm lớn thì độ cao của máy bay lại bị giảm nhanh chóng và có thể xuống dưới độ cao an toàn để có thể thả bom. Như trong trường hợp này máy bay của mình đã xuống quá thấp nên không thể thả bom dù có nhấn phím Space. Phải bay vòng lại để thực hiện pha ném bom khác. Do vậy có thể nói phương thức ném bom CCRP vẫn dễ thực hiện và an toàn hơn. Tất nhiên đấy là trong trường hợp vị trí mục tiêu đã được xác định trước. Vẫn còn một giá gắn bom cuối cùng. Bây giờ trọng lượng máy bay đã nhẹ nên mình sẽ thực hiện một vòng lượn theo chiều dọc để quay lại thả bom.
Chiều nay mô phỏng vật lý rất tốt, nên nếu không cẩn thận thì bom của các bạn có thể va chạm với máy bay của các bạn ở trên không. Bây giờ đã hết bom, mình sẽ nhấn phím C để chuyển sang dùng pháo, đồng thời quay lại để kiểm tra hiệu quả của đợt ném bom. Có thể dùng pháo để tấn công các mục tiêu còn sót lại. Bây giờ mời các bạn cùng xem lại các pha ném bom từ góc nhìn thứ ba. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.